nhóm. Thì hôm nay em làm cái video này để giới thiệu bản thân của mình. Thì em tên họ đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh. Em sinh ra và lớn lên ở Bến Tre. Hiện bây giờ thì em đang là sinh viên năm thứ tư của trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì em đang học ở Sài Gòn. Em có một cái kênh tên là Nguyễn Tuấn Anh TV. Kênh của em thì làm về các món ăn và du lịch. Thần tượng của em là anh Khoai Lang Thang. Tiếp theo là em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Dương Trung Hiếu, một người thầy rất là tuyệt vời, mặc dù chưa được gặp thầy ngoài đời một lần nào cả. Thì lúc đầu thì em chưa có biết gì về kiếm tiền online hết. Thì rất là tình cờ vào Tết năm 2017, lúc đó thì được nghỉ Tết, nằm ở nhà mới lên YouTube nằm bấm coi mấy cái clip. Thì vô tình coi được clip của thầy về miền Tây bơi xuồng ra sông để bắt cá. Thì lúc đó cũng chưa biết thầy là ai nữa, chưa biết thầy là người dạy để kiếm tiền online. Thì coi xong clip đó thì nó mới nhảy qua mấy clip mà thầy dạy kiếm tiền online đó. Thì coi mấy clip đó nhưng mà cũng chưa biết là kiếm tiền nó có thật hay là giả nữa. Rồi sau đó cũng bỏ ra cả tháng trời tìm hiểu coi kiếm tiền online là nó có thật hay không. Thì sau đó mới biết là có thật. Thì lúc đó mới tìm kiếm lên cái kênh của thầy, rồi follow theo. Rồi mỗi ngày thầy up video thì cứ lên coi vậy mỗi ngày. Nên nhờ có thầy mà thầy giúp cho cái tư duy.